Bài học từ sách phụ nữ tuổi 20 thay đổi để thành công. Bạn là một người phụ nữ, hay thậm chí không phải cũng được. Bởi vì quyển sách phụ nữ tuổi 20 thay đổi để thành công sắp được nói đến dưới đây là một quyển sách vô cùng phù hợp cho tất cả chúng ta. Sống với lòng biết ơn để cuộc đời luôn đong đầy ý nghĩa. 6 bài học hữu ích từ sách sự an ủi của triết học. 10 bài học ý nghĩa từ cuốn sách tất cả đều là chuyện nhỏ. Phụ nữ tuổi 20 thay đổi để thành công. Nếu bạn là một người trẻ, Đặc biệt là một người phụ nữ thì quyển sách sẽ có những bài học vô cùng sâu sắc và sát đáng cho chúng ta. Quyển sách không chỉ nói về những cách hành xử trong tình yêu mà còn là cách sống, cách mở rộng mối quan hệ, học cách làm người phụ nữ độc lập nhưng không phải chịu thiệt. Được viết bởi Trương Oánh và xuất bản bởi nhà xuất bản phụ nữ, liệu quyển sách có thật sự hấp dẫn không? Và dưới đây là hai bài học mà mình rút ra được sau khi đọc vài chương đầu của quyển sách. Sau cùng bài viết có những bài học được trích ra từ sách để người đọc tham khảo dễ dàng hơn mà mình đã để bên dưới. Một từ bỏ cái nên từ bỏ là đúng đắn, từ bỏ cái không nên từ bỏ là kém cỏi, không từ bỏ cái nên từ bỏ là ngu dốt, không từ bỏ cái không nên từ bỏ là kiên trì. Đây là một bài học mà mình cảm thấy rất hay trong quyển sách phụ nữ tuổi 20 thay đổi để thành công viết rất hay. Không chỉ áp dụng trong tình yêu mà ngay cả những khía cạnh khác trong cuộc sống, nếu chúng ta biết phán đoán điều gì nên và không nên theo đuổi, sau đó cứ sống như câu nói trên sẽ giúp bản thân mỗi chúng ta tốt đẹp hơn. Trong tình yêu, một người dù là đàn ông hay phụ nữ một người sẽ được hạnh phúc khi xác định đúng đối phương là một nửa hoàn hảo dành cho bạn. Hiển nhiên là người kia cũng phải có tình ý với bạn đấy nhé. Còn nếu chúng ta chỉ biết chăm chăm vào cảm xúc của bản thân mà quên đi rằng bạn không phải là người anh ấy, cô ấy theo đuổi. Vậy thì đến cuối cùng cũng chỉ một mình bạn theo đuổi, một mình bạn bấu víu vào một niềm tin không xảy ra. Đó chính là không từ bỏ cái đáng lẽ ra mà bạn nên bỏ đi từ lâu để tìm kiếm một người thật sự dành cho bạn. Ngoài ra, trong công việc cũng vậy sẽ có đôi lần xếp giao cho bạn những bản hợp đồng bắt bạn soạn thảo một điều gì đó mà bạn không biết nhưng chỉ cần bạn kiên trì thì bạn sẽ làm được nếu từ bỏ bạn sẽ bị xếp la và đánh giá kém vậy thì trong trường hợp này nếu bạn từ bỏ thì chính là kém cỏi ngược lại bạn không từ bỏ cái không nên từ bỏ thì bạn là người kiên trì sự kiên trì ấy đương nhiên cũng giúp bạn có được sự đánh giá cao trong công việc và những kinh nghiệm mới mẻ nữa vậy nên cốt lõi của vấn đề chính là bạn có biết xác định điều gì nên và không nên từ bỏ hay không Hai phụ nữ không phải cứ tự mình làm hết mọi việc đều là tốt. Đây là bài học thứ hai trong phần học về kỹ năng giao tiếp mà quyển sách phụ nữ tuổi 20 thay đổi để thành công. Nếu như mình của một ngày trước khi đọc đến chương này của quyển sách mình vẫn luôn mang tư tưởng riêng và khá, cố chấp với nhận định về một người phụ nữ muốn thành công thì tốt nhất nên tự làm mọi việc và tự thân vận động. Phụ nữ độc lập là tốt nhưng để trở thành một người độc lập không đồng nghĩa là bản thân họ phải tự xoay sở hàng tá vấn đề. Bởi vì một người luôn mang tư tưởng Tôi tự làm được mà, tôi độc lập. Người đó cũng không muốn xu nịnh, không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Nếu như bạn là người như thế thì tốt nhất là chúng ta cùng nhau thay đổi suy nghĩ nhé. Bạn muốn độc lập thì bạn phải học được cách giải quyết vấn đề, phải có được nhiều mối quan hệ. Giả sử nếu bạn cần làm một việc cần nhiều tài liệu và thông tin. Vậy thì bạn cần là đi hỏi và học thêm nhiều kinh nghiệm từ mọi người, anh chị đi trước mình, dù rằng phải nịnh hót họ một chút. Cuộc sống sẽ không phải cứ muốn là được. Bạn muốn độc lập được vậy thì những gì bạn cần học đầu tiên phải là những bài học xã giao, học cách gây dựng mối quan hệ. Một người phụ nữ được nâng đỡ để trở nên giàu có về tiền bạc, giàu có về năng lượng. Về kiến thức thì đương nhiên vẫn tốt hơn là người phụ nữ mệt mỏi, không có một chút khả quan nào vì sự cố chấp, tự mình làm được cả. Bạn sẽ không là người hèn nhát và thấp kém khi phải hạ thấp mình một chút, quên đi mình một chút để có được những mối quan hệ xã giao hay một mối quan hệ cần thiết đâu nhé. Hãy hồ đồ trong những lúc cần thiết thì đó là sự hồ đồ đầy hiểu chuyện, hồ đồ trong chuyện nhỏ, thành công trong chuyện lớn. Những bài học hay khác được trích dẫn từ sách phụ nữ tuổi 20 thay đổi để thành công. 1. Phương pháp mở rộng mối quan hệ giao tiếp là không sống khép kín, tích cực tham gia nhiều các hoạt động, qua người quen, hình thành mạng lưới giao tiếp, giao tiếp qua mạng internet để khắc phục tính hướng nội của bản thân, chủ động tạo cơ hội giao tiếp, hiểu đạo lý cho và nhận, không sống ích kỷ, ham hư vinh. 2. Khi giao tiếp, không nên sợ bị từ chối, đó chỉ là một mắt xích trong chuỗi trò chơi mà thôi, cần tiếp tục cố gắng áp dụng các sách lược hiệu quả, loại bỏ các yếu tố bất lợi cho bản thân. 3. Biết cách sử dụng thiên thời, địa lợi, nhân hòa để bản thân thoát ra khỏi ám ảnh của lời từ chối. 4. Chuyển việc để tích lũy thêm khả năng cạnh tranh cho bản thân, không nên mù quáng chuyển việc, cần đặt ra mục tiêu lâu dài về kế hoạch nghề nghiệp của bản thân, không tham lợi trước mắt, không vì ý nghĩ nhất thời mà mù quáng chuyển việc năm có lúc phụ nữ cần chủ động mới có thể khiến đôi bên cùng có lợi nếu bị động sẽ khiến cả hai lỡ thời cơ do dự có thể khiến đôi bên lỡ dở